Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con có cơ hội để gặp nhau, để chia sẻ niềm tin cho nhau, chia sẻ tình thương cho nhau, chia sẻ lòng từ bi cho nhau, chia sẻ lòng bác ái cho nhau qua công nghệ cháo nano, qua các sư thầy và qua các lương y đi cùng với sư thầy đến đây để hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, chúc phúc lành cho hai ông chính quyền địa phương, chúc phúc lành cho quý sư thầy, chúc phúc lành cho quý lương y và cho ông nhà báo của Phật giáo Trung ương, và chúc phúc lành cho quý thầy đang thực hiện công nghệ cháo nano ở đây. Chúng con cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót nhận lời chúng con. Chúng con cầu gì danh Chúa nhân từ, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng ái vui vẻ luôn. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúng con xin mời mọi người ngồi xuống. Trước hết là chúng con xin kính chào quý thầy và quý lương y đang có mặt ở đây, đang từ thành phố Hồ Chí Minh có mặt tới đây. Chúng ta cho một tràng pháo tay nha. Con xin giới thiệu với quý thầy, với quý lương y. Ở xung quanh chúng con thì có ông chú Nồng là đại diện chính quyền của địa phương ở ấp Dùng Lớn ở tỉnh Trà Vinh của chúng con. Con xin giới thiệu đây là anh Tám, là nguyên chủ tịch chữ thập đỏ xã Vinh Kim, huyện Công An, tỉnh Trà Vinh. Và hai vị này thì mỗi lần chúng con chữa xong một ca nan y thì hai vị này đều có mặt để xác nhận cho chúng con là đã chữa hoàn tất một ca bệnh đó. Và chúng con rất là trân trọng hai vị này. Tôi xin giới thiệu với quý thầy, thầy ngồi giữa là thầy Năm. Xin mời thầy Năm đứng lên cho mấy thầy thấy. Trong cái công nghệ cháo nano chữa ung thư của chúng con thì thầy chịu trách nhiệm là đắp thuốc và cái khâu đắp này giống như là trong các cái bệnh ung thư thì ung thư tụy là một trong những ung thư mà quốc gia Pháp nó sợ, nó cho là đây là một sát thủ thầm lặng. Thì trong cái khối u á thì thầy Năm là một trong những vị là được gọi là đắp cái khối u. Chút nữa chúng con sẽ nói tại sao phải có đắp khối u, bởi vì khối u đắp nó rất quan trọng. Rồi vị kế này là thầy Thanh, du xe Nguyễn Tấn Thanh, cũng theo chúng con để chữa bệnh cách đây gần 2 năm. Rồi thầy Quý cũng vậy, thầy Tâm cũng vậy, đó là thầy Tiến, đây là thầy Tiến luôn, đây là thầy Hạnh. Chúng ta cho rằng hoa tay. Bây giờ xin giới thiệu với mọi người ở đây là có thứ nhất là chúng ta có Thượng Tọa Thích Huệ Quang. Chúng ta cho rằng hoa tay. Thầy ở Thiền Viện Pháp Hoa, núi Chứa Trang, Gia Lai. Tên nghe rất là đẹp, núi Chứa Trang là núi Chán Chưa. Chỉ có những người ở trên núi Chán Chưa mới đi tu thôi chứ. Ở tỉnh Đồng Nai nha. Kế tiếp là chúng ta có thầy Thích Huệ Mạnh. Thầy là chủ trì hội từ thiện An Bình của thành phố Hồ Chí Minh. Kế tiếp chúng ta có một vị rất là giới thiệu sao cho nó gọi là thích trong bụng á, mà không biết giới thiệu làm sao. Tức là vị này là vị lương y Dương Phú Cường, đặc biệt vị này là người Công giáo, chúng ta cho rằng có tay. Nhưng mà trước đó thì xin nói chuyện, xin nói với thầy lương y chút nha. Khi mà thầy ăn động vật, mà khi thầy bỏ ăn động vật, thầy qua thầy ăn cây cỏ rồi ăn chay đó, thì thầy mới đúng cái mát của thầy là con chiên. Chứ con chiên không ăn động vật đâu, con chiên ăn cỏ xanh không à thầy ơi. Thầy giờ thầy nhớ là thầy là con chiên đúng không? Con chiên là ăn cỏ xanh chứ không có ăn động vật đâu nha. Chúc mừng thầy một lần nữa nha.
thầy đã sống đúng với cái thương hiệu của thầy là con chiên nha. Rồi, xin cảm ơn thầy. Tiếp theo chúng ta có một vị hết sức là đặc biệt là cư sĩ Minh Mẫn. Xin mời thầy đứng lên cho được. Thầy là ban truyền thông của Phật giáo Trung ương. Sau lần này thì thầy đến đây để thầy khảo sát, để hội thảo, để tọa đàm. Sau đó thầy cũng sẽ có những cái bài báo lưu lại ha. Tiếp theo là có chủ tịch hội từ thiện An Hòa. Xin mời mọi người cho một tràng pháo tay. Bên cạnh trong tay của các thầy cũng có một cái công nghệ, công trình khoa học của chúng con là chữa ung thư ở đây. Thì có gì các thầy sẽ theo dõi cái buổi tọa đàm hôm nay nhé. Đó là những cái phần chúng con xin giới thiệu. Bây giờ chúng con đi thẳng vào cái chương trình công nghệ cháo nano. Để chúng ta nói về cái chương trình công nghệ cháo nano này, thì tại sao chúng ta có cái công nghệ cháo nano này? Rồi tại sao chúng ta chữa ung thư bằng công nghệ cháo nano? Vậy chúng ta phải đi từ đâu? Thế nè, chúng ta phải đi từ đâu? Nhưng mà các thầy biết đó là trong cái cuốn này thì ở trang 2 đó, xin các thầy mở ra trang thứ ba. Cái trang thứ ba là cái trang mà chúng con nói là lý do nội tại và lý do ngoại tại đó. Các thầy thấy biết là cái trang thứ ba đó. Thì để có cái công nghệ này thì chúng con phải lần dở mất 20 năm trời. Mất 20 năm trời nghiên cứu, chứ không phải là chỉ có nghiên cứu ngày hôm qua là chữa được thôi. Vậy thì bây giờ chúng con phải lần dở từ đâu để ngày hôm nay tụi con đã ra được 18 ca ung thư có kiểm chứng của khoa học của các bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam, và 15 ca nan y các lò có kiểm chứng của các bệnh viện lớn nhất ở Việt Nam, và có các nhà khoa học đầu ngành của cả nước Việt Nam đã từng ký xác nhận, đã từng chứng minh trong cuốn này. Vậy thì trước tiên chúng con lần dở lại khoa học và tôn giáo nha. Chúng ta muốn chúng con chữa được ung thư, chúng con làm dở là hai chuyện. Thứ nhất là khoa học, thứ hai là tôn giáo. Bây giờ ở đây trong nhóm chúng ta ai cũng là người đạo Phật, đạo Chúa có đạo hết, rồi ai cũng là lương y hết, không có ai là tai không hết, ai cũng có tai nghề cả. Mà có những vị có tai nghề lâu năm, ví dụ như là sư thầy Nguyễn Mẫn, là sư thầy đã từng bào chế thuốc để chữa bao tử, và trong vòng 8 phút sau rồi uống cái bệnh sáng. Chúng con xác tính điều đó, chúng con tin điều đó. Tại vì tại sao chúng con tin điều đó? Tại vì cơ thể con người là nước, mà thầy bào chết là thầy cho uống là nó hợp sức hết lẹ chứ. Chúng con tin điều này dữ, tin. Bây giờ ở đây chúng ta ai cũng là lương y, ai cũng là khoa học, ai cũng là tâm linh hết, chứ không ai là không biết. Vậy thì bây giờ chúng ta nói về khoa học. Khoa học không cho phép con người dung nạp động vật. Dung nạp động vật. Bây giờ chứng minh cái đó đâu? Khoa học không cho phép con người dung nạp động vật. Các thầy dở trang ba đó nói về quả thận của con người dùng để lọc nước và tố. Vì vậy khi ăn rau củ, thành phần rau gồm có 95% nước, 5% là chất xơ. Nói tố lại là khoa học không cho phép con người dung nạp động vật. Vậy thì khoa học chứng minh quả thận con người dùng để lọc nước và các độc tố. Răng hàm con người giống như loài động vật ăn rau cỏ thuộc loại răng bằng, không được phép cắn xé con động vật thịt. Rồi nước miếng của con người là chất kiềm, cái độ pH của nó là từ 5.6 đến 7.9. Mà bây giờ nước miếng của những người ăn động vật mà lấy cái que gì đó, quỳ tím, liếm vô cái là nó ra màu acid.
xít luôn, nó không còn kìm nữa. Cái nước miếng của con người ấy, trong khi nước miếng của động vật ăn thịt là axit. Axit là gì? Axit là một loại mà thông thường ta đánh ghen nhau bằng điện nha, tạt axit nha, là đỏ mặt đỏ mũi đó. Axit là chắc nó mệt. Anh ăn động vật là ăn như thế, tôi nói vậy thôi cho anh ăn chạy nha. Trong khi nước miếng của con động vật là axit, mà nước miếng của con người là kìm. Độ pH của nó, thầy có coi đó, 5.6 đến 6.9, 7.9. Dung dịch axit trong dạ dày con người và loài động vật ăn rau cỏ có nồng độ thấp. Dung dịch axit trong con người và con vật ăn cỏ có nồng độ axit là thấp. Nồng độ của nó là từ 4 đến 5, thích ứng với việc tiêu hóa thức ăn rau củ quả. Hệ thống ruột của con người và loài động vật ăn rau củ quả rất dài nhằm thích hợp với sự tiêu hóa của loại thực phẩm rau đậu. Ruột con người dài từ 10 đến 12 lần động vật thì khác. Dân dân ở đây này có, chúng con không muốn nói nhiều về chỗ này vì gì các thầy đã có cái tài liệu trong tay rồi, thì chúng con khẳng định với các thầy là khoa học không cho phép, không cho phép con người dung nạp động vật, là con đang chứng minh được không? Bây giờ rõ ràng khoa học không cho phép con người dung nạp động vật, có nghĩa là không cho phép anh ăn động vật thì ăn gì? Lấy cái gì để ăn? Theo thầy là thực, thực phẩm. Nếu mình nói thực phẩm là đúng 100%, nhưng trong đó nó có sai. Sai ở chỗ nào? Nó sai ngay chỗ là trong thực vật có những thứ anh không được ăn. Ví dụ như là củ tỏi, củ hành, hay là những cái loại mà ngũ vị đó, mà bên giới nhà Phật cũng không cho chúng ta ăn. Bên giới nhà Phật gọi những cái thứ ăn đó là ngũ vị đó, ăn vào nó kích dục, hay là nó làm cho con người của mình là dễ sân si nóng giận. Nhưng mà thực ra đối với khoa học đó, thì không cho phép con người dung nạp động vật, chứ không nói là cho phép con người ăn thực vật. Vì nếu ăn thực vật thì cỏ xanh con người không được ăn. Thầy đồng ý không ạ? Củ tỏi, củ hành con người cũng không được ăn. Vậy thì khoa học không cho phép con người dung nạp động vật, có nghĩa là con người giờ đây con người ăn rau củ quả. Mình nói cái này là chính xác nhất, chứ mình nếu mình nói thực vật thì cỏ xanh con người đâu ăn được. Dạ, cho phép con người ăn rau củ quả. Vậy thì đây là khoa học chứng minh điều này. Vậy thì bên tôn giáo chứng minh cái gì? Đó, chúng ta coi nè, bên tôn giáo thứ nhất là về cái Đức Phật. Đức Phật không cho phép con người sát sanh hại vật. Đấy, mà Đức Phật không cho phép sát sanh hại vật có nghĩa là phải ăn rau củ quả. Tôi không cho ăn sát sanh thì đương nhiên tôi đâu cho phép anh ăn đâu. Vậy thì con người chỉ được phép ăn rau củ quả. Một lý do là đạo Phật có trong này. Bây giờ chứng minh rõ hơn ở trong đạo Phật, Đức Phật không cho phép sát sanh hại vật, thì ở trong kinh Lăng Nghiêm, hay là kinh Trường A Hàm, hay là kinh Lăng Già, Đức Phật không cho con người sử dụng cái dây lực bằng da. Các thầy đồng ý không? Đức Phật không cho con người đi dán da. Đức Phật không cho con người bận đồ da. Vân vân. Có nghĩa là trong cái kinh Lăng Già, Đức Phật nói rất là rõ. Bây giờ chúng ta nói về tôn giáo, một cái tôn giáo nhỏ hơn, đó là Hòa Hảo. Hòa Hảo thì Đức Thầy có cho phép mình ăn động vật không? Ở đây có ai Hòa Hảo không nè? Chị Bảy. Đức Thầy không cho phép con ơi rau, cháo rau cũng rồi bữa. Cũng rồi bữa ăn nè.
đấy mà thuộc rồi đó. Câu thứ nhất là câu gì, câu trước đó. Cháu đau là coi như là mình tự ăn rồi đó, chứ không có cần phải mày mà những cái là xương máu thịt người đó, bỏ cây rau quả cũng rồi ăn đó, thật là xương máu chứ đâu có chuyện mà cơm chan máu hồng, chan thịt heo thịt vịt, chan máu heo máu vịt, là cơm chan máu hồng. Mình Đức Quỳnh giáo chủ ha, không cho phép ta ăn động vật. Vậy thì nó hợp với khoa học thế nào? Hóa học để tạo hòa hảo. Bây giờ đạo cao đài, đạo cao đài là cho ta ăn gì? Ở đây có ai đạo cao đài không? Anh Tám là đạo cao đài. Anh Tám là đạo cao đài. Đức Thầy mình đạo cao đài nói sao? Đức Thượng Đế nói sao? Tức là ngũ cốc. Ngũ cốc là lương thực. Ngũ cốc là lương thực trời. Trời ban. Nghĩa là kể cả đạo cao đài, đạo cao đài anh cũng không được ăn động vật. Hợp chứ không? Bây giờ đạo Thiên Chúa, bây giờ xin mời ông Lương Nghi nè, chỗ nào Chúa nói anh không được ăn động vật? Cái chương đầu tiên của Kinh Thánh á, là chương phải trang 3 đó, sáng thế ký. Trang 2 sáng thế ký là Chúa phán: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ có năng hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái năng hạt giống để làm lương thực cho các ngươi. Vậy là từ chỗ đó là anh khẳng định là Chúa không cho phép ăn động. Không phải, rồi cái câu cuối cùng đó cha. Câu cuối nói thế này, ngày đến ngày thứ bảy á. Rồi. Ngài nói, Ngài thấy mọi sự Ngài làm đều thật là tốt lành. Ừ. À, câu cuối cùng mới hay. Ý đó là cái câu cuối cùng để kết luận anh phải. Để câu đâu đây? Anh phải ăn cây. Dạ vâng. Cây cỏ đúng không? Tức là cái câu cuối cùng là mọi ngày đều, từ ngày thứ hai đến ngày thứ bảy Thiên Chúa lập ra. Rồi Thiên Chúa thấy mỗi ngày đều tốt lành, qua một buổi chiều và một buổi sáng Chúa thấy tốt lành, Chúa kết luận con người phải ăn cây cỏ, ý anh vậy không? Vậy thì rõ nè, ở đây Chúa nói rất là rõ: đây ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất, và mọi thứ cây có trái mang hạt giống trên khắp mặt đất làm lương thực cho các ngươi. Chứ không nói vừa là thực vật hay là rau củ quả đó, ở đây cũng không đó. Chú còn không nói là ta cấm mày không được sách sanh hay vậy. Chú nói chuyện đó, chú nói rất là rõ là mọi thứ cỏ mang hạt giống và mọi thứ cây có trái. Vậy thì cái thằng hành nè, hẹ nè, đúng không? Những cái thứ mà ngũ vị á, tỏi nè, cái này nó có hạt giống không? Hành có hạt giống không? Anh Tết, hành lá có hạt giống không? Hẹ có hạt giống không? Rõ ràng chú nói mọi thứ cỏ mà hạt giống, thằng này hành đâu có hạt giống, hẹ đâu có hạt giống. Vậy thì rõ ràng nếu mà anh nói khoa học hay thực vật là chưa chuẩn. Bởi vì thực vật hành, hẹ, cỏ xanh, tất cả này là thực vật. Mà nếu mà anh ăn thực vật, anh ăn hành hẹ cỏ xanh như vậy thì Đức Phật không, không cho, mà Đức Chúa Trời cũng không, không cho, mà Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng không cho, mà Đức Chí Tôn cũng không, không cho. Từ bi ngũ cốc đã ban, đó là Đức Chí Tôn nói đó. Vậy thì rõ ràng giờ đây chúng ta bán chữ thực vật này, mà chúng ta đưa vào là rau củ quả, mà rau củ quả một cách cụ thể là mọi thứ cỏ mà giống và mọi thứ cây có lá mà giống làm lương thực cho các ngươi. Vậy chúng ta chốt lại nè, kết luận nè, chúng ta kết luận bây giờ khoa học không cho phép ta dung nạp động vật qua bao nhiêu răng rưỡi hàm mặt á, tôn giáo không cho phép ta ăn động vật. Vậy thì giữa khoa học và tôn giáo này có cùng một điểm tương đồng, đây gọi là cùng một điểm chung. Vậy thì khoa học mà không có tôn giáo thì khoa học này là khập khiễng, đi không dữ. Mà tôn giáo
mà không có khoa học thì tôn giáo cũng thập khiển luôn. Vậy tôn giáo và khoa học có cùng một điểm chung, cả hai còn có cùng một điểm chung thì điểm cái điểm đó đáng trân trọng. Vậy thì giữa khoa học và tôn giáo có cùng một điểm chung là ăn rau, rau củ quả. Cho nên từ cái điểm rau củ quả này, chúng con tiếp theo là đi nghiên cứu về công nghệ nano. Công nghệ nano mà cụ thể đó là cháo nano. Và từ cái cháo nano này chúng con đã cho ra đời hôm nay là 18 ca ung thư cộng với 15 ca nan y các loại là 33 ca nan y. Cũng vì khoa học và tôn giáo dạy hai chủ thuyết này có cùng một điểm chung thì chủ thuyết tôn giáo này đáng tin cậy, chủ thuyết của khoa học này đáng tin cậy, do hai chủ thuyết này có cùng một điểm chung. Đồng nhất lý hay cho rằng có tay hôm nay tức là nó có một lý một thôi. Mà tôi tra hỏi thầy Lương Nghi nha, cái này thầy đã từng biết chưa vậy? Hôm nay thầy được nghe lại đúng không? Hôm nay thầy được nghe lại mà thầy được nghe lại với một con người đang chữa bệnh thư mới lạ đúng không thầy? Chứ nếu thầy được nghe lại với một con người mà nói khơi nói không có kết quả. Cha Tường nói những cái điểm chung này, đồng nhất lý này, cha Tường đưa ra cái điểm chung là chữa ung thư bằng công nghệ cháo nano. À, thì tạm gọi là chúng con nói chuyện với thầy về cái khoa học và tôn giáo. Thì đó là những cái mà chúng con có thể lập luận để chúng ta đi vào con đường chữa ung thư. Thì khi đi vào con đường chữa ung thư, xin mời các thầy uống nước thôi. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây thì xin mọi người có ý kiến gì chỗ này không? Con xin mời các thầy nha, xin mời các thầy chữa ung thư cũng như là các thầy, các sư thầy bên đây cũng như 85 chú Năm. Con có ý kiến gì nãy giờ chuyện con nói chuyện nãy giờ? Rồi đến thầy thì nói chung là thầy đi thật gặp thầy đi nhiều nơi trên thế giới với tư tưởng là cởi mở để học hỏi tiếp thu. Thầy cũng nghiên cứu nhiều tôn giáo. Thì cái lập luận của cha nãy thì nói chung cũng gọi là một con người, cái thiết đạo sống của con người và con người dựng lên nên càng trở thành cái tôn giáo. Cái tôn giáo đó cho nên là gọi là cái văn hóa. Cuối cùng đó nó đồng quan điểm với nhau là như cha giải thích hồi nãy, ở quan điểm của con người, cái nhìn của con người làm thế nào rồi cho việc trở sinh ra bệnh, và bây giờ cái thuyết của cái đạo của cái tôn Phật giáo hay Thiên Chúa giáo hay Cao Đài giáo hay giáo Bảo, nó cùng chung lập luận của các vị đầu để chỉ dẫn cho những người đi theo đạo bổn đạo để mà tu hành tại tu luyện, rồi nó trở thành cái sinh ra cái bệnh con người từ đâu ra, thì cái thiết của tôn giáo nó giúp cho con người cũng trị được cái việc cái bệnh từ gốc nếu đi theo đúng công pháp. Thì đấy nó rất chi lý. Xin mời thầy có ý kiến gì đã nhìn qua cái phút cường. Thưa cha và thưa quý thầy, thưa các anh trong chính quyền quản lý, con đặt chân qua đây là thật ra con ao ước lâu lắm rồi. Mà khi con thầy cha nói với cha là một linh mục mà ở trong nhà thờ của cha nói về vấn đề ăn rau củ quả đồ mẹ, mà con cũng bị nạn như cha vì con cũng nói như thầy thành ra là bị lòi á, lòi lưng lên á. Con cảm ơn cha, cảm ơn các thầy, các anh em được dự cái buổi này cũng là một lòng rất là ao ước. Và hôm nay sự thật rằng là cái kiến thức mà cha trình bày ấy, nó làm sẵn lên, nó làm cái lửa trong con á, nó ấp ủ hôm nay nó bùng lên, nó bùng lên. Cha sẽ gọi nhiều người thấy nhiều người này. Xin cảm ơn.
thực ra tại sao chúng ta đang chia sẻ về một cái cuộc chữa ung thư mà chúng ta đã đi cái này trước, là bởi vì như hồi nãy thầy Dương Phú Cường có nói đó, thầy Lương Nghi có nói là chúng ta ngừa bệnh rồi chúng ta mới chữa bệnh, đúng không nè? Vậy thì nếu như anh không muốn mắc bệnh ung thư thì anh sống như thế này, thì cái thân tâm, cái thân xác của anh, cái tâm hồn của anh nó khác đi liền. Còn ngược lại, anh không sống theo cái đường lối này thì nhất định anh phải có bệnh, không bệnh này cũng bệnh nọ kia. Nhưng anh ngược lại, anh ăn hết những thứ này anh cũng có bệnh nữa, anh cũng mắc bệnh ung thư đó. Chứ anh đừng tưởng anh mắc ung thư, vì đó là cái di truyền từ ông bà cố tổ mình để lại. Cho nên dù anh có ăn anh cũng mắc, mà anh không ăn anh cũng mắc. Nhưng thôi, tốt nhất là anh nên ăn cái này trước, rồi nếu có bệnh thì người ta sẽ có cách giúp cho anh. Cụ thể nếu anh ăn cái này, mà nếu anh có bệnh nữa thì anh đến đây chúng ta sẽ giúp cho anh bệnh ung thư. Đó là như thế. Thầy có ý kiến gì để chia sẻ với con thêm không thầy? Thầy biết á, thì trên thiên đàng á, chỉ có đạo duy nhất á, đó là đạo tình thương. Yeah. Chứ không tôn giác, tôn giác duy nhất đó là tình thương. Yeah. Và thầy cũng rất trân trọng Gia Tường. Yeah. Cũng như đến đây gặp mấy em đây, thầy rất là bên trong rất là trân trọng, bởi vì nhỏ nhưng là có phát triển cái tình thương đó, cái sự tình thương đó nó gần với Thiên Chúa, điều kiện nó dễ dàng hơn và con người ta nó thanh qua hơn, thì thầy rất là cảm ơn thì quý vị đã có cơ hội chia sẻ cho những người bệnh nhân. Yeah. Người ta có duyên đến đây phải là người ta chữa lành mình. Chúng con cảm ơn sư thầy rất là nhiều. Rõ ràng là chúng con trở lại vấn đề là tại sao chúng con chia sẻ điều này, vì đây chính là cái cản trở cho cái đau khổ của con người, mà một trong những đau khổ mà không lý giải được đó là ung thư. Nếu như mà ai mà được chia sẻ điều này thì cái điều này nó sẽ cản trở cái đau khổ con người nhiều lắm. Nhưng mà thật ra mấy ai nghe được cái điều này, cho nên hôm nay có quý thầy đến đây thì chúng con cũng là một cái niềm vui để chúng con chia sẻ được cái đường đi này. Thì từ cái đường đi này mà nó dẫn chúng con đến một cái con đường gọi là chữa bệnh nan y, chữa ung thư. Thì khi chữa ung thư thì chúng con đã, như chúng con đã nói với quý thầy là trong cái cuốn này nó có đủ hết, nó đã có giải thích hết mọi thứ. Thì chắc có lẽ là thời gian cũng ngắn ngủi rồi ha. Bây giờ xin mời anh Tám và có đôi lời cảm ơn nha. Trước hết Tám xin chào Linh Mục, chào hai sư, chào trong cái đoàn và chào tất cả của anh em cộng sự trong cái điểm hội chụp đỏ. Thì thật sự mà nói nãy giờ tất cả giữa Gia Tường ở trình bày và tất cả các sư trong cái đoàn đó là đã trao đổi nhau, thì Tám tôi nghĩ một cái là rất là thú vị. Thì gì hơn thì ta nghe không mà bắt thấy thì nghe các sư nó cũng nghe mà không thấy, như bữa nay là thực tế đi thấy là rõ ràng là cái điểm của hội đoàn chúng ta là gây dựng mấy năm nay thì tuy nhiên nó thô sơ, nó là nhà cây cột, nhà cây vách lá, nhưng nó đầy cái tình yêu thương, tràn đầy một cái yêu thương rất là nồng nàn, yêu thương tất cả là của những loại chúng ta. Thì một điều là các sư cũng có thấy, ta nghe mà thấy thì các sư với trong đoàn cũng thấy rồi đó. Thì riêng Tám đại diện trong cái điểm này thì trao đổi nhau thì giờ thời giờ cũng sắp hết, thì Tám cũng rất mong sao là được trong cái trước là hai sư cùng cái đoàn á, thì nói tóm lại chúng ta là sống về tình yêu thương. Nãy giờ có trao đổi tình yêu thương là số một, không ai cách chúng ta được, chúng ta làm tình yêu thương bằng sự thật là sự sống. Thì chúng ta thì cũng Tám đại diện rất mong và rất mong trước hai sư cùng đoàn cùng nhau thấy chỗ này có hiệu quả tình yêu thương nồng nàn rất là tốt đẹp, thì cũng rất mong trước hai sư và cái đoàn cùng nhau để là ủng hộ cho cái điểm hồi đó chúng ta áp dụng lối sản chim được càng ngày phát triển, để cùng nhau lo cho nhân loại, cho tất cả bà con những cái bệnh mà ngặt nghèo không có cái đồng tiền để trị, mà đây là trị về cái phương pháp là yêu thương vậy cho không. Thì một lần nữa Tám cũng rất mong cái đoàn sau cùng, thì Tám chắc chúc là trước là Linh Mục, sau trong cái cộng sự đoàn và hai sư tất cả trong cái đoàn này đi sư được nhiều sức khỏe, Phật ban
cho các cái đoàn được có cái sức khỏe dồi dào để làm cộng tác tình yêu thương cho nhân loại trong đất nước Việt Nam ta luôn cả ngoài nước. Sau cùng tám chúc sức khỏe, chúc đoàn đầy về thượng lộ bình an. Xin thầy thầy bên đây là đảng viên cũng 40 năm, cuối cùng chú Năm là đảng viên cũng cỡ 40 năm rồi. Chú Năm có lời và lời cảm ơn ngài. Chà từ cũng mới hết rồi, anh Tám cũng rút lại đây, tôi cũng mấy lời, tôi cũng người địa phương đây. Thì đúng là ban đầu tôi không có duyên đó. Bữa nay hồi đó giờ chưa có duyên nào mà gặp là ba đạo một cùng một lúc đi đoàn. Ha, này duyên thiệt là duyên lớn. Sao nó đoàn kết quá trời. Thiên Chúa giáo cũng có, Phật giáo cũng có, là câu đài á, đạo đó, rồi ba đạo. Hả? Mà nãy cha Thường cũng giảng rất nhiều. Ở đây tôi không phải quảng cáo, thức cái điểm này thì không phải quảng cáo. Bởi vì yêu thương tôi không đâu phải là chữa bệnh lấy tiền hoặc này nọ. Tức là các vị rõ ràng các vị có duyên lắm. Tôi cũng tiếp xúc là nhiều vấn đề là ở đây nhiều đoàn lắm. Mà đoàn là coi như có điện trước mà cha cũng là hình như cha từ chối, ít tiếp xúc lắm. Bữa nay cũng như là thầy nói, hình như là thầy cũng có duyên trước đây à, cứ điện không mà đến có duyên đó. Vậy là cái phần là bốn cuốn đã nói hết cái vấn đề là trị bệnh hoặc là gì thế đâu trong đó tôi không nói, mà nãy giờ là cha Thường cũng giảng rất nhiều rồi đó, thì tôi không nói nữa. Thì cũng tiếp lời nha anh Tám, nếu là các vị thấy cái điểm này tốt, bởi vì xuống đây không ngờ được, mà nhất là thầy đi là coi như là một trăm mấy chục nước, mà nghĩ rằng là đi máy bay được thôi, không ngờ thầy đến đây rõ ràng là cái bệnh viện là người ta thường bệnh viện là không thường, tức là bệnh viện lá mà lặn lội đến đây, không ngờ được, mà tôi không ngờ được, không ngờ này, mà chung trong đoàn tất cả đây thì thấy rõ ràng thì như vậy. Và cái thực tế như thế nào thì ngày đây thì các vị đã thấy ha, tìm hiểu thấy thêm nữa. Mà thực tế rõ ràng là những vị tôi đi là ở Hà Nội với là cha Tường đi đến Tám đây, có những là tiến sĩ bác sĩ mà nghiên cứu không là nghiên cứu 40 năm mà nhất đầu trị ung thư trị không hết nghiên cứu không à, không biết nghiên cứu sao mà trị không hết đó. Mà rõ ràng là cha Tường trị là văn bản nằm rằng trị một cái là trong đó nói rất rõ. Tức là bây giờ trước đây là coi như là cha Tường đã có nói rồi, lại đây cũng không dễ đâu, có duyên là mới trị không. Thì bây giờ là nếu là không đạo hoặc đạo là coi như là Phật gì đó câu đài đó, thì bây giờ là cái mới nữa, bây giờ ủy ban chủ tịch ủy ban xã đó xác nhận là coi như là cái bệnh đó, rồi nữa là ông chủ tịch rồi là triệu tập đó dẫn đến, mà trong đó có mộc chủ tịch đợi đây thì coi như là hồ sơ phải rõ ràng. Mà không rõ ràng thì thầy Tiến với là thầy Thanh đây đưa đi là thành phố hoặc là bệnh viện Trà Vinh này nè, gần đây nè, xác định cái bệnh đó rõ ràng rồi thầy mới trị. Tiếp tục trị thì coi như cái là phát đồ là trị nãy nó có nói rồi, người tôi không nói nữa. Thì rõ ràng là không có tốn tiền, mà bây giờ là nó thấy cái khổ lắm. Anh Tám nói tôi chưa nói cái cảnh khổ đâu, thầy nói vậy là sáng ngày là chưa ăn là lót lòng nữa, phải ra là hái từng lá thuốc tươi đó, chứ không phải là kiểu như là thuốc nam mà chặt là có đầu hơi khô rồi vô là cho sắc thuốc, bẻ từng là lá thuốc trị bệnh rồi xong phải 8 giờ vô đây ăn một chén cháo hoặc gì đó lót lòng, đi ra làm tới 11 giờ rưỡi mới vô đây ăn bữa cơm chánh là 11 giờ rưỡi, rồi tiếp tục nghỉ tới 1 giờ làm tới này 6 giờ. Bữa hổm tôi nói chơi, tôi nói giờ cha làm vậy là hút cái giờ lao động hút quá ha. Mà rõ ràng nãy là coi như là thầy cũng phát huy mấy thầy này. Tiến bỏ vợ rồi bỏ con, vợ một con mà hai nơi, đến nay thì không có đầu lui nào hết ha. Làm là coi như là ăn thì cái chuyện là cô thì nãy thấy rồi, cái bữa cơm đó là bữa cơm quan trọng, có mấy thầy mới được vậy thôi chứ phải thấy không. Có khách đến thì được là cái tuyển thoại vậy, ở ngoài ra thì không được vậy đâu, nói vậy thôi.
thì một lần nữa thì bây giờ thời gian có hạn, tôi nói vậy thì cũng như là tiếp lại ông Tám. Cái này là kêu gọi tôi thôi, cá nhân tôi thôi, cho là cha Tường với bác thầy khỏi cần à, có nhiêu trị nhiêu thôi, thấy không, không cần bị đâu có lấy tiền đâu mà kêu gọi đấy gì đó. Thì đó là các thầy thấy là cái nơi đây là nơi tin cậy à, sự thật là yêu thương tôi không, thì có một gì đó có thể là giúp đỡ một phần nào cái gì đó, thì thầy đã nói là có thể giúp đỡ rất nhiều mà các nước mà à, để cho là cái cơ sở này càng phát triển. Có nãy là coi như là tôi cũng nghe rồi là cái dự là à, các bệnh viện gì là coi như là mấy tỷ tỷ gì đó là thầy không mong hết đâu, thầy tưởng là cha tưởng mong đâu đâu, mệt quá rồi quẩy quải rồi hả à, rồi thôi một lần nữa thì cũng là à, chúc cho là mấy thầy được khỏe rồi à, cũng làm từ thiện đấy, rồi chúc là à, tông đoàn à, về lại xây sắp tới đây dạng sự như ý, rồi là con đường thì là coi như là à, những cái gì là thành công tốt đẹp à. Các thầy thấy chú Năm với anh Tám là hai người lớn ở trong địa phương rất là tốt lành, hai người rất là từng câu nói đều có tâm để cứu người. Cha về đây là chọn địa phương này cho mấy chú có cơ hội để mà phát huy. Cha thì mỗi người đều trăm hoa đua nở thầy, con cũng nở kiểu ông cũng nở kiểu ông cũng nở kiểu để mà cứu nhân độ thế. Cuối cùng các thầy đến đây, phái đoàn đến đây cũng để đua nở nữa. Chúng con cảm ơn chú Năm, chính quyền địa phương ở đây. Cảm ơn anh Tám, chính quyền địa phương. Cảm ơn quý thầy, sư thầy. Cảm ơn quý lương y. Và cảm ơn các chủ tịch và các phái đoàn. Xin Thiên Chúa là đứng vào lòng thương xót, đổ tràn ơn lành xuống cho quý vị. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em đang có mặt nơi đây. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn tất cả mọi người nhé. Nước sạch
nó qua hệ thống này, rồi nó qua hệ thống này, qua hệ thống rượu, nó lọc thành nước sạch, chứa trong đây. Khi nó lọc xong, từ cái nước này sẽ nó có cái máy ép, nó sẽ cung cấp nước cho máy này, qua cái giò này, rồi cung cấp nước cho máy này, để sản xuất ra nước, còn sản xuất được chai cho khách hàng. Hồi nãy con có nói là mình sử dụng ngâm bằng nước pH 2.5 á, là nước đường axit là trong máy này sản xuất luôn. Đây là pH 2.5 là nước axit dùng để khử trùng cho cái dưỡng thảo bên đó tiệt trùng á. Còn cái mình uống là pH 9.5, pH này là pH kiềm. Thường thì mình uống là sử dụng pH 9.5. Tám mươi năm là ngon lành lắm vậy. Nếu mà mình chưa quen á thì mình sẽ uống 8.5 trước, quen cái lên chín, Vậy giờ con sản xuất rồi, con mời các thầy uống thử nha. Thì đây con chọn chức năng 9.5, rồi con chỉ việc cung cấp nước thôi, rồi nó sẽ xuất ra. Mình nhìn kỹ trong này có những cái phân tử nhỏ nhỏ li ti nè, đó là những cái phân tử hydro. Cái phân tử này là nó chống oxy hóa, nó hỗ trợ cho cái công nghệ chữa cơ. Thì thực sự thì cái máy này là máy điện giải ion tạo cái nước kiềm. Thì thông thường nước của mình đó là cấu tạo của nó là H2O. Khi qua nó máy này nó sẽ tách ra, nó tách ra là hydro và oxy. Thì cái phân tử hydro là phân tử không có mặt. Con mời nước kiềm hả? Nước kiềm cũng là nước chống oxy hóa. Cái đặc biệt cái phân tử nó siêu nhỏ, nó nhỏ hơn cái nước nhiều lắm, nó chỉ một cái cỡ nó chỉ bằng 1/5 phân tử nước. Thì khi đó là khi mình uống vào là nó hấp thụ vô cơ thể đi, nó đi thẳng vào vừa thấp vừa tế bào, không cần phải qua. Đúng rồi, nó mang dinh dưỡng, mang oxy rồi nó vô thẳng tế bào. Ví dụ cái cơ thể của mình, ví dụ bên trong cơ thể của mình á. Nó đang pH hạt thì 7 pH hạt. 7 là trung tính. Không, ví dụ 7 pH hạt. Bây giờ nó làm lên 8 được không? Nó làm cho môi trường lên 8 được không? Cái máy này sản xuất ra là không, mục đích đó. Bây giờ mình nói là cơ thể của mình có làm được không? Nếu mà các bệnh nhân mà khi chữa hết ung thư thì pH chắc chắn phải cao. Nó sẽ trả được môi trường kịp. Tức là khi mà mình chữa ung thư cho họ, khi mình đưa lên bệnh viện thì nó xét nghiệm không còn dấu ấn ung thư, không còn bệnh nữa đó, thì khi đó là mình xét nghiệm là pH họ từ 7 trở lên, tức là từ trung tính cho tới kiềm. Nào thế này, không phải cái cơ thể mình nó sẽ làm cách gì để nó nâng cái pH lên cao, nó có thể làm được không? Mình sẽ chỉ cần thay đổi cách ăn uống thôi. Ví dụ bây giờ pH đang là axit, chứ chưa đó là trung tính. Mà bây giờ trước đó anh đang động vật, thì bây giờ chỉ cần ngưng động vật thôi là tự động là thay đổi. Thì như vậy là cái máy này nó nhỏ như vậy mà nó có thể làm thay đổi được pH. Thì người mình cũng có thể thay đổi pH. Đó. Mà cái bí mật này rất là quan trọng nha. Thì bây giờ thì mình dừng cái loại thức ăn mà nó tăng axit, mà mình cung cấp cái loại thức ăn mà tính kiềm vô thì nó phải thay đổi. Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi, đẹp thay ôi đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Anh gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng, anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, lon tình thương chưa.
công nghệ cháo nano nó khác, cháo trắng nó trộn là mình nấu không được để đi hơi đó. Tức là sau này á, mình nấu số lượng nhiều thì mình sử dụng cái này. Còn hiện giờ mỗi cá nhân bệnh nhân á, thì sẽ chỉ cho họ cách nấu cháo. Họ chỉ cần sử dụng loại áp suất, phải nấu lượng gạo bao nhiêu và lượng nước bao nhiêu, sử dụng gạo gì để nấu, thời gian bao lâu để làm cháo nano. Con tiện đây con chia sẻ công thức luôn. Cháo nano thì bây giờ sử dụng một cái nồi áp suất sân heo, sân heo mua điện máy xanh đó, 5 lít, trong đó có một cái cốc ngũ, thì mình chỉ cần sử dụng gạo là một cốc rưỡi thôi, sử dụng 4 lít nước, nấu với thời gian 30 phút là thành cháo nano. Sau khi nấu được 30 phút thì mình đợi khoảng 10 đến 15 phút, tự động nó sẽ cho mình bật. Tại vì áp suất độ nóng nó giảm á, mình mới mở được cái nồi xuống, mới mở được cái nồi để mình sử dụng cháo. Nhưng mà đặc biệt trong quá trình nấu thì có không để đi thôi. Bây giờ con xin giới thiệu với tất cả mọi người, con xin đại diện cho cha và quý thầy để hướng dẫn cho quý thầy về cái vườn thuốc của cha và các thầy đang canh tác, đang sử dụng để điều trị bệnh ung thư kết hợp với cháo nano, và đây chính là dược thảo nano. Thì trong cái phương pháp điều trị ung thư thì có rất nhiều cái loại thảo dược mà người ta sẽ sử dụng. Thì theo cái thống kê của cái ngành thực vật của Mỹ đó, người ta đã nghiên cứu là trên cái quả địa cầu này, trên trái đất này, nó có tới 450.000 đến 500.000 cái loài thực vật. Thì trong đó, trong số đó chỉ có duy nhất có 5.000 cái loài mà nó có cái dược tính để điều trị bệnh, để giúp cho cái cơ thể con người nó trở về cái môi trường tự nhiên, môi trường sức khỏe đó. Thì trong 5.000 đó thì cha Phêrô có nghiên cứu, cha là nhà nghiên cứu thực nghiệm công nghệ cháo nano, dược thảo nano để hỗ trợ điều trị ung thư. Thì cha nghiên cứu về cái loại phương pháp để hỗ trợ điều trị ung thư bằng cháo nano, nó sẽ kết hợp với cái loại dược thảo nào phù hợp. Thì đây chính là cái vườn thuốc mà cha đang sử dụng để kết hợp với cháo nano để điều trị cho bệnh nhân ung thư. Thì đây là điển hình, ở đây là có cây xạ đen. Xạ đen. Dạ, cây xạ đen này nó có rất nhiều ở tỉnh Hòa Bình. Và cái người mà sử dụng nhiều là cái dân tộc Mường, người Mường á, họ sử dụng rất là nhiều cái loại này để hỗ trợ để điều trị ung thư. Thì nhà khoa học người ta đã nghiên cứu về cái loại thuốc này nhiều năm. Thì trong đây nó có 3 cái hợp chất để hỗ trợ chống ung thư. Đó là flavonoid, saponin và quinoid. Đó là 3 cái hợp chất để giúp cho cái người mà bệnh ung thư họ sẽ trở lại cái cơ thể bình thường. Đây là cái loại thuốc điển hình để chống ung thư. Bên cạnh đó nó còn được mệnh danh là nó chống bách bệnh, thì nó nhiều bệnh khác. Nhưng mà trong quá trình điều trị ung thư thì mình sử dụng cái loại cây này là chủ yếu. Thì bên cạnh đó còn nhiều cái loại cây khác nữa, thì đi tới đâu thì con sẽ hướng dẫn tới đó. Bên cây bên đây mình sẽ dùng cây bên đây là cây cua đũa. Cái bên là con xin mời mọi người đi xuống này. Còn đây là cái dây thìa canh. Dạ. Thìa canh này và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Người bệnh tiểu đường chắc chắn sẽ sử dụng này. Thì cả nước Việt Nam mình thì có nhiều nơi người ta sử dụng cái loại cây này để người ta bào chế những cái viên thuốc, thuốc này thuốc thìa canh đó. Để trị tiểu đường. Còn mình ở đây thì mình tại vì có thuốc tươi và cái công nghệ là công nghệ cháo nano, dược thảo nano, cho nên mình sử dụng toàn bộ là tươi, bằng tươi hết. Nó còn cái trái này. Dạ đúng rồi, đây là cái trái thìa canh. Trái thìa canh. Khi nó chín xong rồi nó bắt đầu nó khô lại, bắt đầu cái miệng của nó mở ra. Thì khi đó ở trong nó sẽ bay ra những cái đây. Còn ví dụ minh họa là cái trái này. Nó sẽ bay ra những cái bông như thế này. Thì những cái bông này nó sẽ rớt xuống cái đất thì nó sẽ lên cây. Dạ, nó lên sẽ lên cây con. Dạ. Tự nhiên nó nứt cái trái nó bay đi. Nó bay đi. Đó. Rất là hay. Thầy cũng bị tiểu đường tiếp 2 năm. Mấy năm nay thì nghiên cứu ăn thực dưỡng. Hiện nay là
đường nó tăng lên. Con xin giới thiệu với tất cả mọi người. Đây là cây xương khỉ, còn nó có tên gọi khác là cây bìm bịp. Thì theo dân gian á, và những dân tộc miền núi người ta hay kể với nhau nghe là cái con chim bìm bịp á, con chim mẹ đó nó sẽ tìm cái cây này nè. Khi mà con chim con nó bị gãy chân, té cho trên cành nó gãy xuống dưới đất nó gãy chân, thì con chim mẹ nó sẽ tìm cái cây này để thai về. Nó sẽ cho con chim con nó lắp lên thì vài ngày sau nó sẽ lành lại cái xương đó. Thì do cái công nghệ cháo nano mình sử dụng cái loại thảo dược này để điều trị các cái bệnh về xương khớp. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ điều trị ung thư. Bởi bản chất của nó có chất chống ung thư và nó có cái hàm lượng vitamin C rất là cao. Đây là cái cây mà nó rất là quý, cây này quý lắm. Cái hàm lượng nó cao mà khi mà mình uống lên á, khi mà uống á thì cái mùi vị của nó rất là hôi, nó rất khó uống. Nếu mà người nào chưa quen uống thì uống nó sẽ làm cho mình nôn vậy, nhưng mà quen rồi thì nó rất là thơm. Còn bên đây là rau mèo, thì nó rất là giống cái rau mèo. Rau mèo. Cái công dụng của cây rau mèo này nó làm cho cái axit uric nó sẽ giảm thải, đào thải. Những người mà bị bệnh gút á, cái gút. Lượng axit uric nó cao, tụ trong các cái khớp rất là nhiều. Cái cây này nó sẽ giải phóng cái axit uric ra khỏi cơ thể. Thì khi đó bệnh nhân đi tiểu rất là nhiều. Và cái lượng nước dôi nó ra rất nhiều. Xô đũa là xô đũa. Bông xô đũa. Tôi xin giới thiệu với quý thầy, đây là dông ghiền đỏ. Thấy ghiền thì xanh da này ghiền đỏ. Ở ngoài đường mình đó là cái kiển, mình thấy cái thân nó màu xanh, bông màu đỏ, nhưng không phải thuốc. Cây này mới là thuốc. Cây này là cây dông ghiền đỏ. Thì công dụng của cây dông ghiền đỏ này đó là trị bệnh tim mạch. Cái người mà bệnh cái tim đập nhanh, rồi cái nhịp son nó không ổn định và hay hồi hộp vào ban đêm, ngủ hay là mệt á, người ta sẽ sử dụng cái cây này để điều trị cái bệnh tim. Kể cả cái bệnh mà thở van tim 2 lá 3 lá thì mình cũng phải cho uống cái loại thuốc này. Cung hay là uống cái cây, uống từ cái lá, cái bông á trở xuống cái thân. Cây cái lá gì cái chùm ngay, cái chùm ngay à, đúng là vàng quen. Cái người bệnh nhân đã qua cái giai đoạn xuất huyết não và tai biến, người tai biến á, cái người đó bị liệt nửa người bên trái. Ngay này xuất xứ của từ Ấn Độ, Ấn Độ, xuất xứ của Ấn Độ. Cái cũ á, cái đâm dập ra, bên cạnh việc uống, rồi người ta còn sử dụng để đắp vào cái vị trí mà mình bị tai biến, rồi nó sẽ hỗ trợ cho mình điều trị tai biến. Nước. Đây là cái cây dùng miền núi hết, cho nên mình khi sử dụng cây đuôi. Các loại cây này mình dùng vào việc gì hả? Cây này có cái tên là bạch hoa xà. Bạch hoa xà, đuôi công cẳng này. Công. Đuôi công cẳng. Mà cây này nó đập vô là nó bỏng. Rất là nóng, rất là nóng. Và cái phương pháp mà mình sử dụng cái cây này là để đắp thuốc và uống. Uống bằng hình thức là hẻm trà. Còn bên cạnh đó sử dụng là nó là thuốc đắp. Cái công dụng của nó là điều trị khối u. Nó sẽ ngăn chặn cái khối u, không cho cái khối u nó nhiễm trùng, không cho cái khối u nó phát tán to lên. Nó sẽ làm cho khối u, nó sẽ khống chế khối u dừng lại. Mà mình đắp nó nặng quá sao? Dạ không. Cái thời gian và cái hàm lượng của nó, nó có một cái quy định. Ví dụ như cái người thầy đắp á, sẽ đâm giả nát nó ra, rồi trộn với các loại dược thảo khác đắp lên cho bệnh nhân. Sau đó dặn bệnh nhân là cái khoảng thời gian nào sẽ tháo cái thuốc này ra. Để cái thuốc này mà nếu mà quá hạn cái thời gian đó, nó sẽ bỏng cái lớp da đó. Dạ, cho nên là cái này mình phải lưu ý. Cái thời gian. Dạ. Chúc mừng. Đây mọi người đứng kế bên đây là cây chùm ngay. Chùm ngay gốc của nó là ở Ấn Độ. Là quê hương của Đức Phật. Thì cái cây này là cái công dụng của nó là nó cung cấp cho mình cái chất dinh dưỡng rất là cao. Đối với cái người ung thư thì sử dụng nó cũng bằng phương pháp cảm trà.
Dạ. Nó cung cấp cho mình rất là nhiều cái chất dinh dưỡng trong đây, cho nên mình khi sử dụng cũng rất hàm lượng rất là ít. Đây là hoa đậu biếc, cây đậu biếc. Cái dây đậu biếc này nè, cái bên cạnh việc mình trồng để làm kiển, nhiều nơi người ta trồng làm kiển ta thấy nó đẹp, nhưng nó có công dụng y khoa rất là mạnh về vấn đề mà giảm đau và an thần. Đối với cái bệnh ung thư á, vấn đề đau nhức của họ rất là nhiều, cho nên đây là một trong những cái thuốc giảm đau. Mặc dù nó không giống như paracetamol, nhưng nó cái bông, là dạ, cái bông của nó, công dụng của cái bông. Dây lá. Dây lá thì mình không có sử dụng, mình sử dụng bông. Giảm đau. Dạ, giảm đau và an thần. Nó làm cho cái cơ thể của người bệnh đau, giảm đau cách tự nhiên. Con xin mời mọi người mình đi tiếp để mình tham quan cái giường thuốc của cha. Đây là cái giường thuốc mẫu. Rồi cha bắt đầu cha mở rộng cái giường thuốc này ra ngoài kia. Sao thế, thuốc nhiều không? Nhiều. Thuốc núi không à? Thuốc núi. Trong lệ sầu sẽ gặp trong vui sướng, anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế gian, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người và mọi cùng thế giới. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. Đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. Đẹp thay những bước chân gieo khắp nẻo đời. Gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong vui sướng, anh đi trong nước mắt sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế gian, loan tình thương Chúa Trời, loan niềm vui cứu đời cho mọi người mọi nơi. Dạ con xin, con là Margarita Phạm Thị Thanh Tâm, là y sĩ đông y, là con xin thay mặt cha Phêrô Nguyễn Văn Tường giới thiệu về phòng khám yêu thương cho không. Dạ, mọi người thấy đây là cái bảng để là điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không. Đây là cái phòng khám mà được chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vinh Kim có kết hợp với cha Phêrô để mở ra cái phòng khám yêu thương cho không, đặc trị về các bệnh nan y mà cha sẽ nhận các bệnh nhân từ các tỉnh trong nước tới cũng như là ở ngoài quốc tế. Dạ, thì hiện tại giờ con xin mời mọi người vào. Thì hiện tại thì phòng khám có 10 phòng. Thì ở đây những cái bệnh nhân nào khi tới mà họ yếu hoặc cần chăm sóc đặc biệt á, thì các thầy sẽ cho những bệnh nhân ở đây. Có 10 phòng, ở một giải gì rồi có 5 phòng. Dạ. Ngoài ra thì cha có cắt cho cây chu đáo, cho cắt thêm một cái phòng bếp ăn dành cho người nuôi. Dạ. Người nuôi thì chỉ ăn ở phòng bếp ăn thôi chứ không có ăn ở trong phòng của bệnh nhân, bởi vì tránh cái trường hợp họ thèm. Cần dự điều trị. Dạ đúng rồi. Thì mỗi buổi sáng, mỗi buổi sáng thì những bệnh nhân sẽ tập hợp về đây hết, ở phòng trọ cũng như là ở tại phòng khám tập hợp ở đây.
số và cấp thuốc. Dạ, con xin mời các thầy đến thăm phòng công dân. Xin mời mọi người tham dự nha. Cho thầy xin giấy phép mổ bao lâu rồi? Mổ bao lâu rồi? Đây 3 năm. 3 năm rồi. 3 năm. Quê ở đâu? Ở Đồng Nai. Đồng Nai, Đồng Nai quê. Ở bên ngoài, Cảng Dài. Cảng Dài. Thầy chú trên Gia Lào á, đồng cũng Đồng Nai, nhưng trên Gia Lào quê Gia Lộc. Mới lên cơn coi dịch xong trước khi xuống đây thì ăn rồi bây giờ lâu dừng một lâu đến đây đến đây mới được nhập bệnh 3 năm rồi. Đây là thầy thuốc, thầy Cường, thầy Thích Nam, giảng viên cho đại học y dược ở thành phố Hồ Chí Minh. Vừa rồi trên đó cái cô bị ung thư cục bộ. Dạ. Và điều kiện lành để chụp nữa mình kể cho nghe. Dạ. Vừa ở đây yên tâm chưa? Có yên tâm không? Yên tâm là mau lành lắm. Rồi quý thầy ở thành phố xuống dạ. Ghé thăm ở đây để học hỏi trao đổi kiến thức với nhau. Dạ. Thôi chúc mau hết bệnh nha. Đây là bệnh nhân Xuân. Thôi thầy chào. Quý thầy ở thành phố đi xuống đây xuống thăm cha cho từ ở đây để đến đây thăm quý vị nha. Cô bệnh gì? Ung sơ gan. Ung sơ gan bị bao lâu rồi? Một năm thôi hả? Rồi con người thấy nó teo nó rút lại là lúc bệnh hay là trước giờ nhà cái nhỏ con đi lại 5-6 kg. Để một đi anh lúc đó nằm ở bệnh viện nào? Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. Anh chạy rồi. Nhưng mà vì ba cái keo này nó yếu cột như vậy. Vậy cho thầy xin phép dịch hình nha. Trước khi xuống là không có đi cầu được, cũng không dịch được. Đi tiểu khó lắm, nhưng mà hiện tại thì tốt rồi. An tâm đi ha. Nhiều người khái bệnh á, đến đây khái bệnh á, vô mình cứ tin tưởng. Cũng đỡ rồi. Cất nhà lá này mát. Thôi quý thầy thì đến đây đi thăm, dẫn giới thiệu cho bệnh nhân này cho thầy có chút xíu để là nghiên cứu về các cái bệnh này giúp người sao. Dạ đúng rồi, chỉ có tất cả mọi thứ thì cha lo hết, điện và nước thì cha lo hết, còn thức ăn họ tự mua ăn. Dạ họ ăn chay hết, họ cùng đồng hành với lại bệnh nhân hết. Dạ đúng rồi, họ cùng ăn chay. Thầy đoàn của thầy là ở thành phố Hồ Chí Minh xuống. Đây có nhà báo rồi có quý thầy rồi có lương y nữa.
Ngày trong dịp đây xuống thăm, trước hết là thăm cha Tường, rồi cha Tường giới thiệu ở đây những chỗ trị bệnh như thế này. Cho thầy hỏi cô bệnh gì? Ông Thư Vũ nè, bị bao lâu rồi? Không thì mình nói chuyện á, để việc mình là mình chuyện ra. Nghe nói thì phẫu thuật nguy hiểm hơn, khó trị hơn là chưa phẫu thuật á. Về đến đây bao lâu rồi? Đến đây 78 ngày. 78 ngày nè. Tới giờ con có phát triển chưa? Đây bệnh tình có thể phát triển hơn chưa? Con bớt nhẹ lắm. Bớt nhẹ mừng rồi. Thì thôi thầy chúc mừng giùm. Ủa mà sao hai tay, một tay bự, tay nhỏ là sao? Dạ tay con nó bên đây nó bị... bú mình là làm nhà nó sưng thì nó làm cho anh ngày trước nó sưng xuống tới đây luôn thầy, sưng to lắm nhưng mà bây giờ nó đang dần dẹp. Thôi thầy cũng chúc mừng, cũng được may mắn đến đây gặp được cha Tường, có cái điều kiện để giúp cho người bệnh. Thầy có Phật tử bị ung thư vú cũng trẻ, ba mấy tuổi rồi, và ung thư vú đi Tây Y chích ngắt. Con thiếu nợ thầy nhiều tiền lắm rồi thôi thầy cũng xí luôn. Dạ hồi trước mẹ chị cũng bị ung thư vú, xong cũng vô quá chất xong cũng mất. Mất rồi. Tới ngày con bệnh rồi con đi khám bên ông bố đó. Con biết kết quả là con bị u ác tính, rồi con không có điều kiện thích thay. À, tin tưởng nơi lúc nào. Vậy đó, một ngày sau này con biết chỗ May quá. Ai giới thiệu tới anh sao biết được chỗ cho? Con có người mợ mới cưới bả về, cũng hơi bà ở hơi xa. Bà mới cưới bả về, bà thấy con bệnh gì nè, cái bà chỉ. Cái con bắt danh mà điện thoại ở trên mạng đó. Cái con coi theo dõi thêm. Mới đến đây. Con mày quê ở đâu? Con ở Kiên Giang. Ở Kiên Giang Đại Gạch Giá hay là ở Kiên Lương hay là ở đâu? Biệt thứ 11. Biệt thứ 11 luôn, tốt ở dưới luôn. Dạ. Vậy nhờ cái điện thoại mà quẹt quẹt mới biết nay. Để cho thầy chúc mừng. Chú gì cũng đã phát triển vậy. Cho thầy chúc cho ba mau hết bệnh nha, lành bệnh nha. Rồi. Tin tưởng ha. Bệnh ung thư là bản án tử hình với chung thân không? Thật sự đó. Thưa thầy chào. Thưa bác thầy đến thăm. Em giới thiệu đây là chị Phượng, dân bị ung thư vú ở quê Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk luôn. Dạ. Đắk Lắk mà huyện nào thôi, tại Buôn Mê Thuột. Con là trong Đông Đôn. Trong Đôn hả? Tại vì thầy có nhiều đứa con nuôi Phật tử ở Đắk Lắk, ở gần lại với thầy. Đắk Lắk. Đấy, Đắk Lắk đấy, sinh viên cử nhân ra trường rồi theo thầy làm thiện. Sao biết cái này? Dạ, con coi trên mạng. Coi trên mạng nữa. Rồi ha. Khi mà chị mới xuống đó thầy, nguyên cái phần cánh tay bên đây của chị này nó sưng to hơn cái đùi của chị nữa. Ồ, vậy dạ, giống như rồi. Chị bên kia bị sưng, nó cũng bị bệnh bên phải. Dạ, cùng một bên với cùng một bên. Cái bên thầy xin phép thầy chụp lên nha, để cho thầy ngày lát cái ngày mưa xuống cho thầy. Rồi cứ coi mạng mà biết thì liên lạc với cha thì xuống đây. Cái này bao mấy lâu lâu rồi? Hơn 3 tháng rồi. Thì thấy tình trạng bệnh nó phải tay nó đỡ hơn không? Đỡ nhiều nữa hả? Theo ưu tiên của ung thư mà thầy đi nhiều nước, thầy đi 205 nước thế giới rồi. Những cái bệnh ung thư này kia, những Ấn Độ cách trị giống như thế này. Thường thường là ung thư có thể kéo dài từ 6 tháng tới 1 năm. Là thầy thấy nghiên cứu nhiều bệnh nhân. Còn nhẹ nhẹ thì 3 tháng thôi. Nhưng mà chu kỳ cơ địa của người mình nó thay đổi tế bào là 3 tháng. Thì thường thường căn bản là đông y hay tây y thì nó 3 tháng. Nhưng mà tùy theo mình nặng nhẹ, ví dụ như 6 tháng, 9 tháng, 1 năm cơ thể nó hồi phục lại đấy. Thầy quý thầy ở thành phố xuống. Dạ. Thì hôm nay ghé thiết nhất là thăm cha Tường, rồi xong rồi thăm quý vị. Thôi thầy quý thầy chúc cho cô sớm mau hồi phục bệnh nha. Con cảm ơn các thầy. Tin tưởng ha. Tình trạng đang chị tốt. An tâm rồi. Thầy có là không ạ? Con đi chăm này. Con Hồng hả? Là cũng bệnh nhân hả? Con đi chăm người bệnh. Đi chăm người bệnh. Cái đa số nãy giờ thấy nữ không? Dạ, con giới thiệu với thầy. Đây gặp nam. Quê ở Hà Nội. Quê Hà Nội luôn.
Rồi sao biết cái tượng như đây bây giờ vào? Con được người giới thiệu. Được người giới thiệu. Người trong này, người thân trong này giới thiệu. Chắc phải là ngoài Bắc chữa bệnh này giới thiệu. Là cái ca vừa ra viện mới vừa rồi luôn. Mới vừa rồi luôn hả? Rồi em bệnh gì? Em bị ung thư phổi ạ. Ung thư phổi? Vâng. Bao lâu rồi? Ung bệnh khi bệnh tới giờ là bao lâu rồi? Phát hiện thì phát hiện hơi muộn. Phát hiện được cuối tháng 3 nhưng mà bệnh nặng rồi. Thì đến đây bao lâu rồi? Đến đây được một tháng rồi. Được một tháng rồi. Cảm thấy sức khỏe tốt hơn? Tốt hơn. Vâng. Trước có hút thuốc không? Hút thuốc nhưng bỏ được 3 năm nay. Bỏ được 3 năm nay rồi. Lúc mà chúng mới vô thầy, khi mà kiểm tra ở ngoài Hà Nội ấy, thì là phát hiện ra là bị ung thư thực quản. Ung thư thực quản. Khi mà vào đây ấy, cho đi CT xét nghiệm lại thì mới biết ra là ung thư phổi di căn thực quản. Để thấy à, cho thầy chụp hình đó nha. Vậy có nghĩa là rồi người thân vào đây nuôi, hồi nãy là bà xã hả? Vâng, bà xã. Rồi quý thầy cũng đây có đủ mặt thành phần. Thầy là cũng thầy thuốc nam, thầy chuyên môn nghiên cứu sản xuất thuốc đau bao tử, đau khớp và viêm xoang. Thầy Úc bào chữa cũng miễn phí, thầy phát thì cho. Còn thầy nghiên cứu thầy thì về làm kinh tế, cái gì kiếm tiền là thầy giỏi. Thầy thứ hai nữa là thầy sống kiếp người này giờ lúc còn trẻ có sức khỏe đi kiếm tiền, tới già đi lấy tiền đi mua sức khỏe. Rốt cuộc mình cũng như chơi trò chơi đảo qua đảo lại rồi chết. Chết không biết đi đâu. Về với Phật hay về với Chúa thì bây giờ làm sao về với Phật với Chúa? Đương nhiên là cái đầu tiên phải có niềm tin. Đấy không? Mình tin cái nào để người ta nói niềm tin là cha mẹ của công đức. Phải có niềm tin. Rồi giờ niềm tin đó bắt đầu từ niềm tin nó mới phát triển lên bằng cách nào? Nó có công thức để làm sao mình phát triển. Muốn về ai? Muốn về với Chúa, ai muốn về với Phật? Nó có con đường đi, thật ra có anh chỗ thầy biết ra thì có anh chỗ chỗ đó là thầy gọi là quê hương nguồn cội của linh hồn. Thì cái thân này cũng như chiếc xe, còn ông chủ ở đây gọi là linh hồn. Đó thì khi mà một người mà nằm bệnh đó còn thấy đó, tim còn đập đó, nhưng mà linh hồn nó không có đó, cho nên không cử động được. Khi linh hồn còn trong đó nó mới ý thức được, nó mới cử động, gọi là trí huệ. Thì đạo Chúa thì nói là Chúa ngự trị bên trong mọi người. Đạo Phật là Phật tại tâm. Thì thầy nghiên cứu cái đó đó. Cho nên mấy chục năm thầy nghiên cứu, thầy bỏ hết chuyện gia đình, chuyện tiền bạc mà thầy đến nghiên cứu về cái này. Và thầy bây giờ là cũng là chuyên gia về trị những cái này. Thì thôi thầy đại diện cho mấy quý vị trong ấy, chúc anh sức khỏe sớm hồi phục nha. Sớm chơi về với gia đình nha. Đây là tất cả là cha là biểu quý hết à? Dạ đúng rồi. Chúc mừng, lo cha là hết. Thầy chào. Đây là chú tặng. Chú đúng rồi. Chú ở Bến Tre, quê ở Bến Tre. Bến Tre hả? Bến Tre huyện nào? Chị Lách hả? Dạ hả? Dạ đó hả? Ung thư tuyến tụy, có phẫu thuật chưa? Được rồi hả? Cũng không được. Rồi về đây với cha bao lâu rồi? Về đây chỗ này chị bệnh bao lâu rồi? Nửa tháng rồi thầy. Nửa tháng rồi hả? Cảm thấy khỏe hơn không? Đỡ rồi. Đỡ rồi hả? Ít cái bị chưa bị tụy với thường là ít cái trường hợp tụy là cái phần ở trong để sản xuất insulin, sản xuất insulin để cho ấy mà tới bị ung thư luôn hả? Dạ đúng rồi. Lúc trước là chú khi mà chú xuống chú đau lắm. Đau mà không ngủ được luôn. Ăn cũng không được. Cứ xuống đây chú ăn được với lại. Thầy có một cái người bạn là tiến sĩ. Dạ. Có ba bằng bác học luôn. Của Nga, của Đức của mày cũng bị cái này mà chết. Cũng không bao lâu, bệnh cũng không bao lâu. May mắn anh có thể gặp cha đây, có thể nghiên cứu, có thể trị hết á. Một nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam có ba bằng bác học Đức, Nga và Mỹ mà bị cái này không đầy 6 tháng mà chết. Dạ. Giống như trưởng khoa của bệnh viện huyện của con đây nè, cũng bị ung thư tụy mà mất. Trong vòng 1 năm thôi. Trong vòng 1 năm đúng rồi đó. Ung thư tụy. Mà chú tới đây là tốt rồi, hiện tại là tốt rồi. Thì thôi thầy cũng chúc mừng có duyên đến với cha Tường ở đây. Có cơ hội để mà trị bệnh nha, thì đại diện cho đoàn chúc anh sớm hồi phục sức khỏe về với gia đình nha. Dạ, cảm ơn thầy.
Đây là cái nồi nấu áp suất. Dạ đúng rồi, đây là cái nồi nấu cháo. Trong phòng là chỉ có một nồi nấu cháo và một cái bình thủy với lại một cái ấm siêu tốc để nấu thuốc thôi. Chứ ngoài ra không có thức ăn gì trong này hết. Vậy hả? Dạ. Bệnh nhân là chỉ ăn cháo? Dạ, chỉ ăn cháo và uống thuốc thôi. Chứ không dùng bất cứ thứ gì khác. Vậy hả?